Ok, bây giờ anh chủ của con xe mình đã đến rồi. Mới bị bung miếng carbon đây nè. Được. Đóng hộp như bánh kem sinh nhật á. Được. Wow. Được, quá ngon luôn. Cổ lên màu titan y như xe thiệt luôn. Boa cra luôn. Giờ té được rồi đó. Có cái thắng Rambo trợ lực đâu à? Ừ, có trợ lực luôn kìa. Có trợ lực. Có trợ lực. Đá được rồi. Ừ, có đá luôn, bắt đầu. Ừ, bắt đầu. V4 nha, lên đồ quá ơi, khủng khiếp luôn. Ủa, nó. Phụ ô liền luôn. Trợ lực chứ. Có trợ lực luôn. Nè, có này mới giữ nè. Ờ, có chống đỏ. Cái gạt chùm đúng không? Cái stand đó. Đá ra để cho. Rồi, hello, bây giờ hôm nay mình sẽ đi giao con xe này cho một vị khách rất là đặc biệt. Bây giờ mình đang chuẩn bị gói đồ vô để đi giao cho ảnh đây. Ok. Ok, bây giờ anh chủ của con xe mình đã đến rồi. Để mình bàn giao chủ cho. Để mình bàn giao con xe này nha. Ủa,
đỡ nóng hơn ớt carbon, em mới bị bung miếng carbon đây nè. Đồ sao có ý kiến gì không? Chưa, ta để ta inbox ta mới có ý kiến được. Đúng tổng hợp như bánh kem sinh nhật á. Tổng hợp như bánh kem sinh nhật ấy. Được. Wow. Được, quá ngon luôn. Đó, cái này là mình hạn chế quay bánh nha. Ồ vậy hả? Ừ, mình quay là rất bánh, hai bánh như GP. Vậy là xe điên ơi, bánh điên ơi không? Quay xong cái bánh nó đi như GP luôn. Cỡ lên màu Titan y như xe thiệt luôn. Vậy mới đã chứ. Boac ra luôn. Mẹt bồ. Ủa nó nó. Phụ ô liền luôn. Thắng Rambo trợ lực đâu à? Ừ, có trợ lực luôn kìa. Có trợ lực. Có trợ lực chứ. Có trợ lực luôn. Nè, con này mới giữ nè. Ờ, có chống đỏ. Giờ té được rồi đó. Có cái gạt chân đúng không? Cái stand đó. Đá ra để cho. Ồ, đá được rồi. Ừ, có đá luôn, bắt đầu thắng được không? Dữ vậy. Đây, xe của anh bạn chủ khớp nha. V4 nha, lên đồ quá ơi, khủng khiếp luôn. Rất hay, nhờ ống nước tăng thành DVC. Khóc luôn. Quay được không? Được, quay được luôn. Đó, ừ. Bóp đầu. Sao em? Thấy cảm giác ban đầu sao em? Quá đẹp. À. Để mốt ráng, anh Hùng ráng tìm mô hình Ducati V4 làm ha. Đó, sao cái này để coi nghề chiếc này nữa đó. Mà chắc anh nghĩ là chắc tới một quýt luôn mới có cái mô hình này quá. Khi nào V4 hết sản xuất nữa. Nó ra V8 luôn. Bây giờ nó mua bản quyền không biết nó mua nổi không nè. Biết chứ đâu. Chứ còn 1199 á là nó mua rồi. Nên nó ra làm ra nhiều. Còn con này không biết nó mua bản quyền chưa. 1999 năm 8 năm rồi. Ê mà lỡ giờ em đổi qua con kia lên độ bể cá rồi á thì giờ gỡ này ra gắn bể cá vô à. Ồ, anh khách lại làm khó mình rồi. Vô, có trống luôn. Có trống chứ. Có trống luôn. Rồi bây giờ còn một bất ngờ nữa nha, để lấy bất ngờ ra nữa. Cái bóng. Anh Đi ơi. Còn này nè anh Đi. Catalog luôn. Vô catalog luôn. Chừng sáng sớm quỳ nó tập nhang lại. Trời ơi, dữ dằn. Đi. Đi. Đi con đu V4. Lấy mô hình con đu Kemler. Hôm nay kia đi Kemler đi, không chịu. Đây à. Tao này có thứ để chân mày, chân cát cho mày. Nhưng mà cái này là nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha. Thấy xe sao anh Đi, ổn không anh Đi? Quá ổn. À, tết này có đồ chơi đi về nổ máy. Đi về là vô dầu nổ máy. Thử phục. Chờ cũng lâu nha. Đây, xe bỏ hành nha. Chờ cũng lâu nha. Chờ đâu 4 tháng đúng không? 3 tháng. 3 tháng đúng không? Sát tết luôn đúng không? Nhưng mà đó cũng là một cái món quà ha. Món quà trước tết ha. Nói nhớ xe quá, không dẫn xe lên giường ôm được thì không? Tới này là chiếc này đúng không? Tôi chờ tới chiếc này đi. V4 có thể làm được. Chế body tiếp. Tới mùa quýt luôn. Được. Tới mùa quýt luôn. Là tới mùa quýt. Tết năm sau á. Tết năm sau, ừ, là món quà Tết năm sau. Tết này là Tết sau luôn. Chiếc nào đi được không? Em chuyển 100 triệu vô. Quá đẹp. Đây.
tới năm chồng luôn á. Tí không? Tí sủ luôn à. Ê, lại nhớ lúc mà lại chạy cái này ở cái showroom á. Cái bột anh này, cái bột sao? Mềm hơn phải không? Ừ. Cái như thì này thì xét phục bạn theo cân nặng á. Tại vì em ngồi lên cái bột nó muốn đụng gì với bao. Tại cái phục gym của tụi nó là xét theo cân nặng là 85 kg bắt mình. Wow, nó đi xả ra.